Sáng ngày 13 tháng 8, rất nhiều thai phụ đã đến bệnh viện Từ Dũ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để tiêm vaccine COVID-19. Hôm nay là ngày đầu tiên bệnh viện triển khai tiêm cho các thai phụ đến khám tại đây. Tiêm vaccine COVID-19 cho thai phụ thời điểm này rất cần thiết. Việc này sẽ giúp thai phụ giảm nguy cơ phải nhập viện và hồi sức nếu bị mắc COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhu, trưởng phòng quản lý chất lượng bệnh viện Từ Dũ, cho biết để được tiêm vaccine, đầu tiên các sản phụ sẽ được khám thai, đánh giá tình trạng sức khỏe thai. Nếu thai ổn định thì bác sĩ sẽ khám sàng lọc để quyết định có được tiêm vaccine COVID-19 hay không. Sau khi khám sàng lọc xong, các sản phụ sẽ được làm xét nghiệm nhanh COVID-19. Nếu kết quả âm tính thì sẽ tiến hành tiêm ngừa. Nhiều sản phụ cho biết đã tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi tiêm nên không cảm thấy quá lo lắng. Bệnh viện dự tính sẽ tiêm liên tục cho các thai phụ trong những ngày tới. Việc này còn tùy thuộc vào lượng vaccine được phân bổ. Việc làm kịp thời này giúp ổn định tinh thần cho các thai phụ trong tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.